Australia lập đơn vị quân sự đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc. Lực lượng hỗ trợ Thái Bình Dương sẽ tập hợp một nhóm huấn luyện lưu động nhằm tăng cường năng lực, sự dẻo dai và khả năng phối hợp tác chiến trên toàn khu vực trong những lĩnh vực như chiến dịch an ninh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và gìn giữ hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linder Jenners ngày 22 tháng 7 thông báo. Theo Bộ trưởng Jenners, đơn vị quân sự mới được thành lập sẽ làm sâu sắc thêm các mối quan hệ lâu dài thông qua các cuộc tập trận, huấn luyện. Một nguồn thạo tin cho biết đơn vị này có thể sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Cùng các nước đồng minh phương Tây, Australia, quốc gia lâu nay vẫn duy trì ảnh hưởng tại Thái Bình Dương, lo ngại rằng khu vực này có xu hướng xích lại gần Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh vẫn đẩy mạnh viện trợ cho khu vực thưa dân nhưng giàu tài nguyên này. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Lâu Y, Trung Quốc trở thành nhà viện trợ lớn thứ hai tại khu vực Nam Thái Bình Dương, với số tiền lên tới 1,47 tỷ USD từ năm 2011-2018. Tuy nhiên, con số này vẫn ít hơn nhiều so với Australia, nhà viện trợ lớn nhất của khu vực, với số tiền lên tới 6,58 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian trên. Australia đã viện trợ với số lượng lớn chưa từng có cho khu vực Thái Bình Dương nhằm đối trọng với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ trưởng Jenners cho biết Australia cũng tăng cường gắn kết với các nước trong khu vực thông qua hợp tác quân sự mạnh mẽ hơn. Tuyên bố của Bộ trưởng Jenners được đưa ra trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Papua New Guinea James Maape tới Australia. Papua New Guinea được cho là ngày càng có xu hướng ngả về phía Trung Quốc để tiếp cận các nguồn tài chính. Australia cam kết hợp tác với Mỹ, Nhật Bản và New Zealand để cung cấp điện cho 70% dân số Papua New Guinea trước năm 2030. Hàng chục nghìn binh sĩ Australia và Mỹ trong tháng này đã tham gia cuộc tập trận quân sự có tên gọi Talisman Sabre ở phía đông bắc Australia, được tổ chức 2 năm một lần. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất thế giới. Trung Quốc đã điều một tàu trinh sát tới vùng biển ngoài khơi Australia để theo dõi cuộc tập trận này. Thành đạt. Theo SCMP, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.